chơi bể cá mà cũng phải lắp đèn ngủ cho chúng nó cơ á. Nhưng mà các ông không nghe nhầm đâu, thực tế nó là như vậy đấy các ông ạ. Thì tôi cũng xin hello các ông luôn nhá. Đấy, chả có gì to tát cả đâu, thực ra là thằng em nó tặng cho cái mớ thè be. Tiếc công em nó đường xá xa xôi nó vẫn gửi tặng mình. Thế thôi là phải tìm mọi cách để bảo quản nó. Bởi vì trước đây tôi đã bị nhảy nguyên một cái đoàn mương hoa cam rồi, cay vão luôn ấy. Cứ mỗi sáng thức dậy ra lại đếm thêm vài con, xong một ngày đẹp rời ra chẳng có con nào. Nhục chỉ khổ nỗi chơi mấy cái dòng cá bản địa với cá hoang dã thì cái dòng nào nó chẳng thế. Nhưng mà mình không biết dưỡng nó, không biết giữ nó ấy, thì thôi là nó cũng hóa vũ mồn hết cộng ạ. Thực ra thì mình chơi cũng lâu rồi đấy, nhưng mà mình chả bao giờ để ý những vấn đề nhỏ nhặt này đâu. Nhưng mà thằng em nó bảo anh cứ lắp thêm một cái đèn nhỏ nhỏ, đèn mờ ảo thôi. Đấy, nó sẽ giúp cho trấn an đàn cá này. Với lại cái bọn này nó không nhảy ra ngoài nữa đâu anh ạ. Mà công nhận cũng đúng thế thật đấy các ông ạ. May mà tôi vớ được con đèn nháy này. Đấy, ông nào mà chưa biết cách thì cứ thử áp dụng xem nhá. Ông giảm thiểu thương đau đáng kể luôn.